Bây giờ con hãy vườn nào đây. Có chân đổ. Con kia rồi thấy cả nước. Đổ lên trên cái máy hình. Trong đó là gốm nhà này hả? Gốm nhà. Trong đó mình ngồi ăn giống cái restaurant á. À, tôm dài hả? Nhưng bây giờ không, cái này là tây, cái kia là tàu. À. Với lại trong vô cái gì đó là đi xuống ở đó. Thôi bây giờ hỏi du khách á, cái thôi mình đi ở đây đi.